quá nhỏ nhiều quá, sao để tới không điện hú trước hả? Sao không điện trước để biết ở nhà canh về sẵn à, đem luôn nè, sợ mưa gió như hôm qua anh thấy. Với em lấy được chục cái bẫy anh tí. Rồi ok. Đặt được lấy thêm chứ mình chưa có kinh nghiệm. Để chiếc này lửa gắn mối cho anh phải coi luôn ha. Sao anh? Để ra lửa cho anh coi. Gắn mối nhỏ quá anh dịt dạt bớt. Để đổ ra lửa. Có con bị lật ha. Ngọc. Lựa chiếc này cho anh coi, anh biết mình bắt cái mối mình canh bắt luôn. Nói chung là câu dính này có nhiều con nhỏ quá thì em cũng bỏ, mà nó dính ấy dính thì bắt luôn. Em đổ kiểu nào nó hay giống rồi ta. Chút cái miệng vô, chút mạnh vô là nó không ấy. Nhỏ quá khách chê. Còn như bảy là sao? Bảy là cái nào cũng lấy hay sao? Không, bảy cũng vậy luôn. À giờ lựa hả? Để em lựa lần cho anh coi. Nó cái mối em thu lại là cái mối không nhỏ quá 34 35 con. Một ký á, một ký nó tầm khoảng 34 35 con à. Nhỏ quá là khách chê đó. Lựa lần đi biết đi, lần sau là theo tới đây cân khỏi lựa nữa. Ừ, có con mấy con gắn mối cái đảo ha. Mùa này cái là nó bụng bự ha. Ừ, mấy con có trứng đảo á. Cái con đó tao mua về tao nuôi ha. Mấy con đó là khách mua nuôi đó. Vì đây về lựa dễ mà đi bỏ chuồng cái nó lộn xộn cho khó lựa. Đó, em lựa mấy con nhỏ nhỏ ra anh thấy em biết à. Qua trển mưa nguyên ngày luôn, ở đây mưa. Đây qua cũng vậy luôn, bình địa luôn. Qua đi giao hàng mà mắc mưa tầm tã luôn. Nãy cũng đi giao hàng ở bên Bình Lợi bánh đó. Lợi á. Bình Lợi. Lợi của Bình Chánh hả? Ngay chân qua khỏi cầu chữ U chút xíu. Đi cầu chữ U không? Cầu chữ U đấy đi thẳng xuống cái khu công nghiệp gì ngay chỗ An Hạ phải không? Đúng rồi, thì đi qua cầu An Hạ đi xuống cầu luôn. Tới lấy giờ lâu chưa? Nửa tiếng hả? Rồi nói chuyện với bác rồi thôi, em cũng có điện anh chị. Chắc thầy cũng gấp. Đang đi chưa? Đi mà đóng điện trước rồi mình lại mình điện nữa, kéo công phiền phải không? Có gì lấy số điện thoại em có gì anh nói trước. Em có gấp gì thì em điện anh trước. Em gấp thì đợi cũng bình thường. Thì có dặn anh em rồi, bán cái món cái gì điện trước để không có nhà không công. Không phải tại trong tính ra xuống mua bảy nè, em không điện anh. Chứ bình thường là để ấy điện trước. Để mua bảy thì có mấy đứa nhỏ bán được. À. Hỏi con cái cân nó con cái cân. Rồi nhỏ gì đây là dạt nha anh. Dạ. Đó, nhỏ gì là thả ra hết cho em đi. Bỏ chuồng nuôi lại. Thôi. Cái này là đổ luôn chứ không có nuôi lại nữa nè. Để gì thế nhỏ cái khách lại, khách mua cái mối đó thấy nhỏ thì cũng ngại mẹ luôn. Này cũng em cũng đổ bỏ à. Phải ngay cái dịp mà khách em nuôi á thì em lấy luôn. Dạ. Còn không ngay dịp là bó tay. Hai cái rưỡi yếu nữa hả? Đi ba xíu nữa được hai cái rưỡi.
Rồi tính cho ảnh 2,5 kg luôn đi. Dạ chị. Em mời cái 7 luôn, chưa gửi tiền. Rồi rồi. 2,5 kg con ơi. Nè, lựa vậy đang lần biết. Đúng rồi, mấy con nhỏ là anh vàng giùm em. Bây giờ nó có chỉ anh bỏ vé cho nhiều anh em luôn. Em coi trên clip em thấy anh chỉ rồi, trên có khui cái đường này đúng không? Đúng rồi. Bỏ ở đây, lựa ở đây, bỏ ở đây con chế bự. À, bốn con vô đó luôn. Để đặt đặt thử có ví dụ mà lấy được cái mua thêm chứ giờ chưa có kinh nghiệm để đặt cái này. Là mình để đại vô trong mấy cái lần này là được ha. Đúng rồi, để ăn trống trống vậy đó. À. Ok. Anh trai này bán cái mối 2 lần nha cả nhà ơi. Thì lần này anh lấy thêm 7 nè. Mấy ngày nay mưa quá cũng ít có anh em bán. Dạ, mưa này đâu có làm gì được đâu. Nay nó 2 ngày phải không ta? 2 ngày phải không bán? Nay nó 2 ngày phải không? 3 ngày 4 ngày. 3 ngày 4 ngày. Ờ, sẵn đây nhắc với anh em luôn nha, có ví dụ như anh em mình có tới bán cái mối alo trước em để khỏi mất công anh em tới, khỏi mất công chờ đợi nha. Số điện thoại của em là số đây ha, duy nhất một số nha anh em ơi. Rồi có thành quả. Ơi bác không về. Rồi. Chị không về chị. Rồi cứ y gắn mối vậy là tới đây khỏi lựa nữa. Dạ. Bán mối đấy. Sao cha không cân giùm con luôn? Trời ơi, ai biết giàu cân mấy. Đây ký 130 cân. Biết rồi, mày nhỏ lớn rồi. À, lấy con mẹ. Dạ. Dạ trễ quá, còn sớm lột da thử 1 ký. Lột da thử 1 ký xào củ hành ăn bữa. Xào củ hành nhậu bữa. Vì em tới là giờ nửa tiếng hả? Rồi hello anh em nha. Thì mấy ngày nay tình hình mấy ngày nay á mưa gió quá thành ra gắn mối anh em mình bẫy không có được nhiều á cả nhà ơi. Thì có bao nhiêu thì em cân bao nhiêu, thì khi nào anh em có đem gắn mối tới thì em sẽ quay em cập nhật cho anh em mình xem ha. Giá cả thì nó vẫn ổn định, giá 130 kg nghe anh em đó, vẫn là 130 kg nha. Mưa gió quá, hôm qua thì ở đây nó mưa cả ngày luôn, hôm nay thì nó kiểu như không có mưa nhiều nhưng mà nó không có nắng, tình hình nó rất là tệ hại luôn. Mới vừa rồi thì hai chồng em cũng có đi giao hàng ở Bình Lợi là ở giao hàng từ qua khỏi cầu chữ U á. Đó thì anh trai mới thì ảnh tới bán gắn mối nhưng mà ảnh cứ nghĩ là em có nhà nên anh tới lấy mà anh không có điện trước á, thành ra ảnh đợi cũng khoảng nửa tiếng hồ. Cho nên thành ra anh em mình muốn tới lấy 7 qua. Lấy 7 á thì khi mà em đi á thì ở nhà cũng vẫn có người bán. Có mấy đứa nhỏ nó bán. Còn anh em mình muốn tới cần gắn mối á thì anh em mình nên alo trước giùm em nha. Bị gì hả? Chỉ có em ở nhà thì mới có người cân thôi. Anh em tới nhiều khi anh em mình không có alo trước á, thành ra anh em mình tới nếu mà tới là nhiều
nhiều khi anh em phải đợi ngay đó. Cái số điện thoại thì nãy em có quay rồi, bản hiệu có số điện thoại đó, thì anh em mình có gì đó anh em mình cứ alo trước cho em ha. Giá cả thì vẫn là giá 130 nha anh em ơi. Rất có khả năng, rất có khả năng là tháng tới nó sẽ giá nó sẽ nới chút xíu chút đỉnh nha. Nè, sao quay gì vậy má? Có gì đâu, thì quay chia sẻ cho cả nhà mình xem giải trí chứ có gì đâu. Mua trùng vẫy trừ bán 2,5 kg rắn mối, mua trùng hay chua trùng. Thì muốn làm thì phải đầu tư chứ sao. Thì như muốn có rắn mối bán thì mình phải đầu tư bẫy. Làm cái gì cũng vậy thôi, làm bất cứ gì cũng vậy phải đầu tư. Đầu tư mới có thành quả chứ. Thì cũng được ha. Ai bệnh thôi, ai bệnh. Trai bệnh hả? Con trai. Mấy tháng này, mấy cái mùa này mưa gió nó dễ bệnh. Đúng không? Cảm sổ mũi ho. Thôi vậy đi mua thuốc đi, mưa tới nữa kìa. Có thui hết trơn nữa rồi. Hả? Nguyên ngày nay luôn, nguyên ngày nay thì không có anh em nào mà cân gắn mối hết. Thì mới vừa rồi thì có anh trai này anh cân thôi cả ngày nay luôn. Thì vì nhiều ở tỉnh thành khác á, mưa rất nhiều luôn á anh em ơi, mưa nhiều quá cho nên anh em mình không có hàng, rồi không có quay video cập nhật cho anh em mình theo dõi luôn. Thì chiều hôm nay thì vô tình anh trai này anh em gắn mối bán thì sẵn quay cập nhật lại một đoạn cho anh em mình xem giải trí ha. Thì nói chung thì mấy ngày này thì anh em mình có bao nhiêu thì cứ đem tới đây em cân cho nha, có bao nhiêu thì em cứ đem tới đây cân thôi. Thì chỉ ngại một điều là anh em mình ở xa mà có ít quá thì anh em mình đi thì nó hơi ngán tiền xăng thôi. Còn như mấy anh em ở gần á thì giữa lúc này thì em hiểu mà, thì mưa gió nó bất thường lắm cho nên anh em mình bẫy không có hàng, thành ra là anh em mình có ít đem lên đây em cũng cân luôn nha. Để cân cho anh em mình kiếm kiểu như kiếm có tiền trang trải ít cũng được ha, tiền xăng dầu thuốc men cũng được đó. Có cứ đem tới đây đi, ít nhiều gì em cũng cân cho anh em mình có thêm đồng ngân để anh em mình trang trải nha. Cân á thì cũng muốn cân dễ dãi cho anh em mình cho đỡ chút xíu, nếu như anh em mình đi bẫy cực khổ á thì cũng muốn cân cho anh em mình dễ dãi chút xíu, nhưng mà anh em mình thông cảm ha. Bởi vì em cân gắn mối của anh em á là em bán lợi cho anh em ta mua về ta thịt á, ta nhậu nhẹt đó, thành ra là gắn mối nhỏ quá thì khách nó chê nha anh em ơi. Anh em mình bẫy á thì anh em sàng lọc ra giùm em ha, gắn mối nó tầm khoảng 34-35 con ký thôi, đừng có nhỏ quá. Là anh em chỉ cần đem ở đây là em cân thôi, khỏi cần lựa. Như nãy là lựa thì mất công, anh em lựa thấy cũng ngại cũng kỳ á. Anh em mình thì bắt gắn mối thì nó cũng hơi cực khổ đó, mà tới đây còn lựa sàng lọc ra nữa thì kỳ quá. Thì ngay từ đầu á anh em mình bẫy dính á, con nào nhỏ anh em mình thả đi, thả khi nào mình lớn chút xíu nữa mình hả bắt. Nếu mà anh em mình bán một lần, một hai lần gì đó là tới đây em cho anh em mình xem cái kích cỡ gắn mối nó như thế nào á, là một lần đầu thôi, là lần sau là anh em mình tự biết là đem tới đây em cân thôi, đem tới đây cân thôi khỏi cần lựa nữa. Rồi video em hôm nay thì cũng chia sẻ cho anh em mình xem một đoạn để giải trí thôi ha. Thì giá cả vẫn là giá 130 nha. Theo như mà gắn mối mà nó có lên hay gì đó em sẽ thông báo liền cho anh em mình nha. Thì xuống nữa thì chắc em không có xuống nữa đâu. Có chỗ cũng có 120 nữa nha anh em. Có chỗ có người cân là 120 nữa nha. Thì riêng biệt em là 130. Thì nói chung là có tùy theo dùng. Chỗ thì nó 120, 130 hoặc 150 cũng không chừng. Nói chung là nó sẽ trên lệch chút đỉnh vậy đó. Thì chỗ em thì giá 130. Anh em mình thấy giá cả hợp lý thì anh em mình bán. Còn anh em mình thấy nó giá nó mềm quá thì anh em mình có thể, anh em mình kiếm cái chỗ nào giá nó cao hơn
cao hơn để mình bán gì, vì con gắn mối mình kiếm nó không phải là đơn giản nha, nói chung là cũng cái công sức mình bỏ ra rất là nhiều, thì anh em mình cảm thấy hợp lý thì anh em mình bán thôi. Đó, chỗ nào giá cao hơn hoặc là cái chỗ nào nó gần hơn thì anh em mình cứ bán nha, chứ em không có bắt buộc anh em mình mà phải mang tới đây bán hay là gì hết. Đó, không bắt buộc anh em mình phải mang đến đây bán, anh em mình cảm thấy chỗ nào nó giá nó ok thì anh em mình bán, còn cái chỗ nào mà nó gần hơn thì anh em mình bán thôi. Có nhiều anh em ở xa quá đó, rồi anh em mình có điện hỏi mình đó, nhưng mà mình không có cân được, vì mình là cân tại chỗ, còn anh em ở xa là không có mang đến được, thành ra là không có cân được nha, anh em cũng thông cảm ha. Rồi thì em cũng xin kết thúc video ở đây luôn, cảm ơn anh em mình đã dành chút thời gian ra để theo dõi đoạn video của em nha. Rồi hẹn gặp lại anh em mình trong video clip tiếp theo nha.